Nhận định, dự đoán Watford vs Man City, 0 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, hổ mọc thêm cánh. Không chỉ vượt trội về đẳng cấp và phong độ, Man City còn chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột trên hàng công như Zebaroni, Foden hay Grealish. Đây là cơ sở để thầy trò Guardiola tin tưởng chiến thắng dễ dàng trước đối thủ yêu thích là Watford. Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh đã có sự phân hóa rõ rệt sau 14 vòng đấu khi Chelsea, Man City và đang ganh đua rất quyết liệt vị trí dẫn đầu. Với 32 điểm, Man City đang đứng thứ hai, chỉ kém một điểm so với đội đầu bảng Chelsea. Đứng ngay phía sau là Liverpool với 31 điểm. Trong cuộc đua rất khốc liệt này, Pep Guardiola hiểu rằng chỉ cần sơ suất, Man City sẽ tụt hậu. Tuy vậy, điều đó khó xảy ra ở vòng 15 cuối tuần này khi các nhà đương kim vô địch chỉ phải gặp tân binh Watford. Sự khác biệt giữa hai đội đã thể hiện rõ trên bảng xếp hạng. Trong khi Man City đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thì Watford vẫn lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Họ đang đứng thứ 17 với 13 điểm, chỉ hơn 3 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Kể từ khi bổ nhiệm, Watford đã có hai chiến thắng rất ấn tượng trước Everton thắng 5-2 và MU thắng 4-1. Nhưng ở 5 trận còn lại, Watford đều thất bại. Tại trận đấu thuộc vòng 14 giữa tuần qua, thầy trò Ranieri đã rất nỗ lực trước Chelsea nhưng vẫn để thua với tỷ số 1-2. Khó cho Watford là từ tháng 11 tới nay, họ phải đối mặt lịch thi đấu quá khốc liệt. Sau màn đụng độ Arsenal, MU, Leicester và Chelsea, thầy trò Ranieri lại phải gặp thử thách quá lớn mang tên. Ưu thế sân nhà là không đủ để Watford có thể kỳ vọng kết quả tốt. Trong tháng 11, Man City đã thắng cả 4 trận ở ngoại hạng Anh, ghi 9 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới. Nhìn xa hơn, các nhà đương kim vô địch đã thắng 6 trên 7 vòng đấu gần nhất. Trong giai đoạn vừa qua, gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng nhưng Man City vẫn thể hiện phong độ tốt vì có nhiều lựa chọn chất lượng từ băng ghế dự bị. Vốn đã mạnh, Man City còn đáng gờm hơn bởi ở chuyến viếng thăm Vicara Road đêm nay. Họ sẽ chào đón sự trở lại của ba nhân tố quan trọng trên hàng công là Kevin De Bruyne, Phil Foden và Jack Grealish. Trong đó, Grealish đã vào sân ở hiệp 2 trận thắng Aston Villa giữa tuần qua. Không chỉ vậy, ở hàng thủ, trung vệ Emerick Laporte cũng trở lại sau án treo giò. Về lực lượng, huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ còn thiếu vắng duy nhất một cầu thủ là tiền đạo Ferran Torres. Với đội hình gần như tốt nhất, Man City có lý do để tin tưởng mục tiêu 3 điểm, thậm chí là chiến thắng tưng bừng. Nhìn lại quá khứ, có thể thấy Watford là đối thủ rất yêu thích của Man City. Chẳng bởi thế mà ở 10 màn chạm trán đối thủ này gần nhất ở, đội bóng áo xanh thành Manchester đều ca khúc khải hoàn, ghi 37 bàn thắng và chỉ 4 lần để thủng lưới. Chỉ tính riêng hai màn chạm trán Watford gần đây, thầy trò Guardiola đã ghi 12 bàn. Nếu giành 3 điểm ở trận đấu đêm nay, Man City sẽ có cơ hội bứt phá ở nhóm dẫn đầu bởi ở vòng đấu này, Chelsea phải gặp. Trong khi đó, Liverpool cũng gặp đối thủ khó chịu là Wolves. Dự đoán, Man City thắng 4-0. Đội hình dự kiến, Watford 4-5-1, Daniel Batman, Kiko Feminier, William Drews Ekong, Craig Cathcart, Danny Rowe, Emmanuel Dennis, Tom Cleverley, Imran Luja, Musa Sissoko, Joao Pedro, Joe Sukin. Man City 433, Ederson Moraes, Joe Cancelo, Ruben Dias, Emerick Laporte, Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gundogan, Dory, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Gabriel Jesus, Phil Foden.